Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp. Mình là Nguyễn Tất Nhiên, thường xuyên đi tư vấn phong thủy và thiết kế nhà đẹp toàn quốc. Trên kênh của mình thì đang có một cái mẫu chữ U Lam Gian, mình gọi là mẫu nhà huyền thoại của nhân dân. Hôm nay thì mình về khu vực Thạch Đà, Thạch Xá 2, Hoàng Xá, Hoàng Kim 2 để gặp chú Thanh, cũng là bố của bạn Thư. Và chú thì đặc biệt thích cái nội thất của mẫu chữ U Lam Gian. Nó chính là sập gụ, tủ chè, án gian và cái không gian thờ. Vì ngôi nhà của chú cũng là ngôi nhà mà bạn Thư muốn xây dựng cái công trình báo hiếu, cũng là ngôi nhà chung, cũng là ngôi nhà kết hợp thờ cúng. Thì mẫu chữ U Lam Gian là mẫu huyền thoại, mẫu đẹp nhất các bạn nhé. Thì sẵn cái đồ thờ này, khi mà hoàn chỉnh nhà mới cái là chú Thanh đã sắm đủ rồi. Đấy. Và chú đặc biệt thích cái mẫu chữ U Lam Gian mái Thái. Thì hôm nay mình về gặp trực tiếp chú và tư vấn. Và chút nữa mình sẽ quay cái diện tích mảnh đất và cái phương hướng của ngôi nhà, cái dự kiến trong tương lai. Và cái đề bài của ngôi nhà này thì mình cũng sẽ thể hiện phần cuối video, quý vị và các bạn theo dõi nhé. Giờ mình đi ra ngoài để quay mảnh đất. Đây các bạn ơi, ngôi nhà cũ của chú Thanh thì đang là có hướng đông bắc. Và chú dự kiến ngôi nhà mới sẽ xoay hướng vuông góc chữ N so với ngôi nhà cũ. Đây chính là vị trí này. Thì khi xoay hướng đổi hướng mới thì nó chính là hướng Tây Nam, đúng không ạ? Và Tây Nam thì với tuổi của chú sinh năm 1965 thì nó chính là hướng sinh khí, là hướng đẹp nhất luôn. Và khi xoay hướng như vậy thì tự nhiên ngôi nhà đang trở về một cái hướng rất là đẹp đây này các bạn này. Thanh Long bên tay trái cũng là cổng, cũng là sẽ là khu bếp, mình sẽ thiết kế vào khu bếp. Còn bên Bạch Hồ sẽ sắp xếp những cái phòng ngủ của chú, những cái phòng ngủ quan trọng của gia chủ cũng như của con trai chú là mình sẽ sắp xếp vào vị trí bên phải. Và cái diện tích mặt tiền như các bạn đang nhìn thấy bác đo, chú Thanh đo là được 17 mét và dự kiến sẽ làm ngôi nhà 16 mét. Còn để 1 mét để làm đường đi về phía sau và mảnh đất phía sau. Và chiều sâu của mảnh đất thì chú dự kiến là sẽ làm kịch từ bờ tường kia đến hết về phía sau là 23 mét. Và trước mắt là cái ngôi nhà cũ này hoàn toàn giữ nguyên. Giữ nguyên ngôi nhà cũ để trong quá trình mình xây dựng thi công vẫn đảm bảo cái cuộc sống và giữ được những cái kỷ vật của gia đình không bị mưa nắng. Và rất là phù hợp luôn, mình hoàn toàn đồng ý. Và sau khi hoàn chỉnh ngôi nhà mới là chú sẽ mời các cụ về nhà mới vào một ngày đẹp và cũng vận chuyển đồ xuống. Và sau đó là sẽ san hết khu này đi để làm cái sân phẳng và cái khu vực nhà xe ở góc bên phải kia, mình thấy khá là hợp lý. Còn bên trái là lối đi về đằng sau. Ngôi nhà này xong thì sẽ là rất đẹp ở khu vực thôn quê. Mình quay cái video này đầu tiên là cũng gửi cái ý tưởng thiết kế của mình đã thống nhất với chú cho bạn Thư, bạn đang công tác ở xa, bạn cũng hình dung được đó. Và chú sẽ kéo ngôi nhà về phía sau. Tổng ngôi nhà sẽ có chiều rộng mặt tiền là 16m và chiều sâu là 11m. 3 phòng ngủ, 3 WC và có một phòng bếp ăn hiện đại kết hợp gần liền với khu bếp phụ đó. Và mình sẽ cách ly cái khu bếp để làm sao mà chú nấu thoải mái, không sợ bay mùi sang cái không gian của ngôi nhà chính. Thì rất mong các bạn hãy theo dõi đến cái phần sau, mình chia sẻ cái phương án cụ thể trên cái mảnh đất này, cũng như tính toán phong thủy tuổi của chú và tuổi của bạn con trai trưởng của chú, chính là bạn Thư đấy ạ, vào từng căn phòng. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn chú Thanh. Vừa rồi thì cháu đã đo đất này, xác định phương hướng này và chia sẻ cái quan điểm làm việc của cháu như thế. Trước hết là cũng để cho bạn Thư, con của chú ở xa, bạn ấy hiểu cái quan điểm của hai chú cháu mình vừa chia sẻ. Thì cái quan điểm mà cháu vừa tư vấn như vậy thì chú thấy ok không ạ? Vâng, cái quan điểm đó thì tôi ok rồi đấy. Và sau là sau cái đoạn cuối video này cháu về, cháu sẽ hoàn thành cái đề bài cụ thể kích thước của ngôi nhà cũng như không gian của ngôi nhà và cháu sẽ gửi cho chú và bạn Thư xem. Vâng, cảm ơn quý vị khán giả nhé. Nếu quý vị khán giả chuẩn bị làm chữ U Lam Gian, ngôi nhà thờ kết hợp phụng dưỡng bố mẹ già, kết hợp là ngôi nhà chung thì hãy gọi cho Nguyễn Tất Nhiên. Bởi vì mình thì là một chuyên gia trong cái lĩnh vực nhà trưởng, những bạn mà con trưởng nhà trưởng, những cái ngôi nhà chung thì mình rất hiểu cái ý nghĩa sâu sắc của nó. Và trên kênh của mình thì đang có 70 mẫu và cái lượt xem thì nó khoảng 2 triệu lượt xem. Và nó đã nhân bản ra toàn quốc khoảng 500.000 ngôi nhà rồi. Nhưng mà cũng chỉ được một số bác cẩn thận thì gọi tư vấn thiết kế thôi. Còn đa số là các bác tự làm. Tự làm thì cũng xem cái những cái chia sẻ của em để nó khỏi mắc lỗi. Cái hay mắc lỗi nhất trong chữ U thì nó rất đơn giản, nó chỉ có 4 phòng ngủ xung quanh thôi. Nhưng cái hay mắc lỗi nhất là các bác cứ hay quay cửa sổ ra phòng ngủ đây. Quay đầu giường ra cửa sổ là tránh này. Quay đầu giường vào WC tránh này. Và quay WC ra phòng khách để lộ cái phần WC là rất tránh các bạn nhá, quý vị nhá. Và hai nữa là cái phòng ăn của chúng ta phải đưa về một cái vị trí sạch đẹp, sang trọng. Bây giờ không ai đói nữa rồi, ăn no ăn đủ nhưng phải ăn ở vị trí sang trọng. Thì cái chia sẻ của cháu như thế chú nhất trí không? Khu bếp là cháu sẽ cách ly cho chú luôn, không có mùi gì ạ. Và cảm ơn chú nhá, cảm ơn các bạn. Chút nữa mình sẽ chia sẻ thêm cái phần chi tiết
cái mảnh đất, cái phương hướng và cái tuổi của chú nữa. Vâng, kính thưa chú Thanh cũng như bạn Thư và thưa toàn thể khán giả, mình thì đã lên cái phương án cụ thể, cái mặt bằng không gian đây ạ, và cái hướng mới của ngôi nhà mới sẽ là hướng Tây Nam, sẽ rất hợp với tuổi của chú Thanh, chú sinh năm 1965 ạ, nên là rất hợp cái hướng này luôn. Và khi quay nhà sang hướng mới thì phân biệt rõ Thanh Long Bạch Hổ đây này, bên hướng Thanh Long là hướng cổng, là hướng đường đi về phía sau này. Đó, và chiều rộng của ngôi nhà là 16m và chiều sâu là 11m. Đó. Và cháu đã thiết kế cho chú 3 phòng ngủ vuông vắn đều có diện tích là 16m2 và hai WC khép kín cho riêng của hai phòng đấy ạ, và có các hướng cửa đấy ạ. Và cái vị trí này thì bên trong cùng là chú kê án gian, hai bên tủ chè và hai bên nữa là hai cái bộ bộ chiếu ngựa của chú, ở giữa thì chú kê sập, và hai bên trường kỷ. Cũng như ý tưởng của chú là có hai khu vực tiếp khách, một bên là của bố, một bên là của các con, hoặc cũng khi mà gia đình có công việc thì một bên là của cụ ông, một bên là của cụ bà đấy ạ. Bên phải là các của các cụ bà, còn bên trái là của các cụ ông ạ. Và bên này nó thiết kế một WC chung, cũng rất gần phòng ngủ số 3, phòng ngủ số 1. Và cũng rất tiện để tất cả mọi vị trí đi đến. Và đây nó thiết kế cho chú một cái khu vực bếp ăn, có view toàn bộ ra cổng sân vườn và có một cửa để đi ra hiên, và đây chính là khu vực hiên đấy ạ. Còn cái khu vực màu tím này là sảnh ạ. Và đây là khu vực nhà cũ của chú đấy ạ. Đang xếp vuông góc chữ L với ngôi nhà mới. Chú cũng có thể bỏ nhà cũ hoặc cũng có thể giữ lại. Và cái khoảng cách mà giữa nhà cũ với nhà mới thì cách nhau 1m. Để nếu trường hợp chú có tiếp tục sử dụng thì nó vẫn không ảnh hưởng đến cái không gian của nhau. Và cái khoảng này thì có thể lập tấm sáng để làm khô ráo cả hai ngôi nhà. Đó. Và cái chiều sâu này là 11 ạ. Và ba gian phòng khách của chú là 8, rộng 8 nhân với 6, đúng như chú mong muốn. Và cái hiên là hơn 2m và xuống 5 bậc hiên. Đó. Và cái khoảng hiên phía trước này chú cũng có thể làm thêm sảnh kính để che mưa đấy ạ. Vừa rồi là tất cả những cái chia sẻ của cháu. Cảm ơn chú và em Thanh đã gọi cháu đến để tư vấn. Cảm ơn quý khán giả đã xem những cái chia sẻ của mình. Nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy cho mình một nút đăng ký kênh, một nút thích video và chia sẻ video giúp mình. Xin chân thành cảm ơn, xin biết ơn quý khán giả luôn ủng hộ Nguyễn Tất Nhiên trong cái công cuộc xây dựng và làm đẹp, đổi mới nông thôn Việt Nam. Mình cũng rất mong nông thôn Việt Nam từng ngày thay da đổi thịt, từng ngày có những ngôi nhà thật là sang trọng, thật là hiện đại. Mình xin kết thúc video ở đây. Xin chúc quý vị và khán giả mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.